Xin chào các bạn. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt mật khẩu cũng như cách loại bỏ mật khẩu, cách ẩn hiện và khóa vùng dữ liệu trong file Excel. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt mật khẩu. Đây cái file mình mở cái file mà khi mà chưa đặt mật khẩu thì các bạn kích đúp vào nó vào luôn cái vùng làm việc của chúng ta làm việc luôn. Đối với những trường hợp mà file quan trọng mà không muốn cho người khác biết thì chúng ta sẽ đặt mật khẩu cho file, và khi mở thì nó sẽ yêu cầu là nhập mật khẩu thì mới mở được file như thế này. Để đặt mật khẩu cho file thì nó cũng có rất là nhiều cách, mình hướng dẫn các bạn cách đơn giản nhất. Đầu tiên là đặt mật khẩu, chúng ta kích vào cái biểu tượng Office, sau đó vào Prepare. Đối với 2010 thì nó sẽ là không phải biểu tượng Office mà nó là cái file, và chúng ta kích vào Info. Ở đây nó 2007 vào biểu tượng, kích vào biểu tượng Office rồi vào cái Prepare. Sau đó chúng ta kích vào Increase Document, chúng ta kích vào đây. Ở đây nó có một hộp thoại xuất hiện và yêu cầu nhập nhập bát. Ví dụ các bạn nhập bát, lưu ý bát để bảo mật nó cao thì các bạn nên nhập cả chữ số và các ký tự đặc biệt thì cái độ mạnh của bát nó mới cao. Ví dụ đây mình nhập bát, mình nhập ví dụ 1 2 3 4. Ok. Mình nhập lại bát, nó nhập lại cái ban đầu mình nhập nào sau mình nhập lại đúng như thế. 1 2 3 4. Sau đó kích ok. Xong các bạn ấn new vào, new nó lại. New lại. Vậy cái file này đã được đặt mật khẩu. Bây giờ mình tắt nó đi và mình mở nó ra. File này vừa nãy mình đặt mật khẩu cho cái file này. Bây giờ mình mở nó ra. Đấy. Khi mở ra nó có hộp thoại là yêu cầu bạn nhập mật khẩu. Chỉ những người mà biết mật khẩu thì mới truy cập vào file này, còn không biết mật khẩu thì sẽ không truy cập vào. Ví dụ ok. Đúng, đúng không? Không đúng. Đúng. Mật khẩu với chúng ta đặt là 1 2 3, 1 2 3. Ok. Xin lỗi là 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ok. Đấy. Như vậy là phải nhập mật khẩu vào thì mới mở được file Excel ra. Sau khi mà đặt mật khẩu rồi, một cái quá trình mà chúng ta cứ mỗi lần chúng ta vào file chúng ta phải gõ mật khẩu và chúng ta muốn loại bỏ nó đi thì loại bỏ bằng cách nào? Cũng tương tự như cái cách đặt, đúng không? Thì mình loại bỏ mình cũng kích vào cái biểu tượng Office, kích vào Prepare này, kích vào Encrypt này, Document này. Ở đây nó là chúng ta xóa bỏ nó đi, xóa đi. Đấy, nó để về như ban đầu. Xóa hết mật khẩu đi xong, xóa rồi chúng ta kích vào OK. Ừ. Chúng ta cũng ấn Ctrl S hoặc kích vào biểu tượng đĩa mềm đây, nó lưu nó lại. Đấy, chúng ta tắt nó đi. Như này là mật khẩu đã được xóa, đã được gỡ bỏ khỏi file Excel. Ok. Đấy là cách đặt mật khẩu cũng như là loại bỏ mật khẩu trong file Excel. Cái thứ hai là chúng ta khóa bảng tính hay là khóa vùng dữ liệu hay là cái khóa zip. Đấy, ví dụ một cái file Excel nó có nhiều sheet và mỗi sheet thuộc một người làm việc. Để file chúng ta làm việc chung một file Excel, vị 5 người chung một file Excel, đúng không? Mỗi sheet thuộc của một người. Vậy cái sheet của mình không muốn cho người khác thay đổi, chỉ có mình thay đổi chỉnh sửa được thôi, thì mình sẽ khóa cái sheet này lại, đúng không? Ví dụ tôi muốn khóa cái sheet 1 lại, tôi không muốn cho người khác chỉnh sửa cái sheet 1 của tôi hoặc cập nhật và thêm cái sheet 1 của tôi muốn khóa nó lại. Vậy cách khóa như sau, đúng không? Chúng ta kích chuột vào cái sheet mà chúng ta muốn muốn khóa, sau đó chúng ta vào cái phần view, chúng ta vào cái phần view, đúng
ở cái tab review trên thanh công cụ. Chúng ta click vào cái protect ship. Chúng ta click vào cái protect ship. Đấy. Ở đây chúng ta sẽ đặt mật khẩu. Chúng ta đặt nó hỏi là password. Chúng ta đặt mật khẩu. Tôi đặt mật khẩu. Ví dụ đặt mật khẩu 123. Ok. Nhập lại mật khẩu 123. Ok. Bây giờ tôi muốn chỉnh sửa đời sang sheet này. Sang sheet này làm việc bình thường nhé. Bình thường. Như sang cái ship này, ship một này, khi muốn nhập vào đấy. Yêu cầu chúng ta gì nhập pass, ok, cho chúng ta thay đổi. Vậy khi chúng ta muốn làm việc, chúng ta click vào đây đó. Để nhập cái pass vào thì mới làm việc được. Ví dụ 123, ok, bây giờ cho chúng ta làm việc đấy. Đấy là cách khóa bảng tính. Đấy là cách khóa bảng tính, đúng không? Sau khi chúng ta mở bảng tính, chúng ta làm việc mà chúng ta muốn lại muốn khóa lại vào, lần sau mà muốn làm việc tiếp lại mở khóa, chúng ta lại vào project là tương tự. Ok. Không lẽ bảng tính lại vẫn lại được khóa, đúng không? Này, bình thường sang đây. Và muốn mở lại nhập pass. Cái khóa bảng tính như này, mỗi lần làm việc thì mở bảng tính ra, đúng không? Mở khóa để làm việc bằng tính. Sau khi làm việc xong thì lại khóa nó lại, đúng không? Các bạn mở khóa ra mà các bạn, ví dụ các bạn mở khóa ra rồi, đúng không? Mà chúng ta không khóa bảng tính lại, sau khi làm việc xong mà chúng ta không khóa lại nữa thì bảng tính này nó sẽ không còn ở chế độ khóa nữa. Ví dụ đây tôi đã mở ra rồi, đúng không? Đấy, nó không còn ở chế độ khóa nữa, đúng không? Vì vậy để khóa bảng tính trước khi xin lỗi, để khóa bảng tính sau khi làm việc xong thì chúng ta lại ấn khóa nó vào, ấn khóa nó vào. Đấy. Và bắt đầu làm việc thì chúng ta mở khóa, sau khi kết thúc làm việc chúng ta lại khóa nó lại. Đấy. Nó không như là password. Đúng không? Password chúng ta đặt một lần thôi, chúng ta sẽ sử dụng đấy, mãi mãi khi là chúng ta loại bỏ thì thôi, nhưng bảng tính thì mỗi lần kết thúc mình khóa cái bảng tính nó lại một lần. Đó là cách khóa bảng tính. Còn cách ẩn hiện hàng và cột trong Excel, do ẩn hiện ship trước. Trước tiên chúng ta ẩn hiện ship trước. Ví dụ cái ship 1 này, đó, tôi muốn ẩn nó đi, không nó muốn nó hiển thị trên cái thanh này, thì kích chuột phải vào cái ship mà chúng ta muốn ẩn, chúng ta chọn 2. Đấy, thì ship 1 ẩn. Còn để hiển hiển thị lại, nó ẩn đi rồi muốn hiển thị lại, kích chuột vào cái ship bất kỳ, ấn gì ăn 2. Đấy, chọn cái ship mà chúng ta muốn hiển thị lên. Trong cái ẩn tôi chỉ cho một ship ẩn nên nó có một cái ship. Ok. Ví dụ tôi ẩn cả ship 1, cả ship 2 nhé. Ẩn hai ship liền. Đấy. Một ẩn muốn hiển hiển thị cái ship ẩn lên là kích chuột phải và ship bất kỳ. Ăn 2 là hiển thị ship ẩn. Tôi muốn hiển thị ship 1 thì chọn ship 1, muốn hiển thị ship 2 chọn ship 2. Rồi ấn OK. Hiển thị ship 2. Yeah. OK. Đấy là cách ẩn hiện ship. Còn ẩn hiện cột. Ví dụ tôi muốn ẩn cái cột E này đi, thì kích chuột phải vào cái cột muốn ẩn, chọn 2. Cái cột E đó được ẩn. Ngược lại, muốn hiển thị cột E lên thì chúng ta để con trỏ chuột, kích chuột này, để chuột này. Đấy. Chọn cái cột mà chúng ta vừa ẩn này, nó chọn nó. Các bạn nên nhớ nhé, nó là rất là khó. Chúng ta nếu chúng ta để như này, chọn nó để chúng ta để khi mà cái con trỏ chuột nó thành hai đường kẻ song song và hai mũi tên như này, để như này nó sẽ không chọn được này. Đấy. Chúng ta để con trỏ chuột khi nào nó con trỏ chuột nó hình như này, đấy, hình hai đường kẻ, hai đường thẳng song song này, chúng ta kích đúp chuột hoặc kích chuột phải với kích đúp chuột đấy thì hiển thị cái cột ẩn ra, được chưa? Hoặc là kích chuột phải chọn ăn 2, ví dụ này. À.
Để con chuột như này, như này là không không chọn được. Đấy, phải để con chuột nó hình gì đấy, hình con chuột như này. Cái chuột phải chọn ăn hàng, phải là ẩn cột, ẩn hàng cũng thế, tương tự đúng không? Chọn hàng cần ẩn hai hai và loại bỏ để con chuột như kích đúp chuột đấy, sẽ hàng hoặc là gì cũng kích chuột phải chọn ăn hai, đó là cái cách mà hiển thị hoặc là ẩn cột, ẩn hàng cũng như ẩn ship trong Excel. Bài hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo.